trai chương trình của bản tin ngắn. American First Legal đã chính thức đâm cái đơn kiện lên công ty Twitter. Xin lỗi quý vị, đâm cái đơn kiện trong công ty Target, công ty mà quảng bá LGBT cộng, quần áo của Pride Month tại cái section của trẻ em. American First đã công bố thứ tư, họ đã đạt cái đơn kiện lên cửa hàng khổng lồ Target vì cáo buộc gây hiểu lầm cho cổ đông và những tuyên bố sai sự thật về giám sát rủi ro chính trị và xã hội của mình. Cái ban quản lý của Target đã đánh lừa các nhà đầu tư, bảo đảm rằng cái tập đoàn của họ giám sát vấn đề xã hội và chính trị cũng như rủi ro để bảo vệ cổ đông. American First Legal cho tuyên bố, cái đằng sau cánh cửa đóng kín, Target làm việc cho các bên liên quan cực đoan cánh tả với cái giá phải trả của khách hàng là cổ đông của mình. Vấn đề là khoản lỗ hàng tỷ đô la gần đây bắt nguồn từ việc tiêu dùng tẩy chay vì công ty đã giới thiệu hàng hóa Pride bán cho trẻ em vào tháng 6. Trong một tuyên bố ủy quyền vào 2022 và 2023, công ty Target đã bảo đảm với cổ đông và đầu tư rằng hội đồng quản trị đang giám sát vấn đề xã hội chính trị cũng như rủi ro phát sinh từ ESG của công ty. Tuy nhiên, ban lãnh đạo chỉ quan tâm đến việc các bên liên quan cánh tả có hài lòng hay không, chứ không thèm quan tâm đến khách hàng và cổ đông của họ. Đúng 100% về điều này luôn. Trên thực tế, tụi nó bây giờ đang đẩy cái phong trào cánh tả, đang đẩy những câu chuyện liên quan đến LGBT cộng. Trên thực tế nó cũng chẳng khe về cái cổ đông của mình. Vào tháng 5 của 2023, Target đã tiếp nhận cái chương trình nghị sự cấp tiến về người chuyển giới bằng chiến dịch tiếp thị và quảng bá cái nền tự hào. Bộ sưu tập bao gồm quần áo cho trẻ em có biểu tượng cầu vồng yếm và quần yếm chủ đề LGBT cộng, dành cho trẻ sơ sinh những bộ đồ tắm thân thiện với quần áo dành cho phụ nữ chuyển giới. American First Legal khẳng định cái động lái đi lưu lĩnh này có thể dự đoán trước đi sụt giảm 12 tỷ đô la về giá trị cổ phiếu, cái khoản lỗ lớn nhất từ 20 năm qua. Sau đó, nhóm đã trích dẫn rằng sự tranh cãi trước đây liên quan đến quyết định của nhà bán lẻ cho phép khách hàng sử dụng cái nhà vệ sinh bản chất giới tính của họ hay là giới tính sinh dục của họ. Có nghĩa là tại công ty Target, quý vị là một người đàn ông, quý vị có thể identify là một người phụ nữ và đi đái tại cái phòng vệ sinh của người phụ nữ. Trong một thời gian dài, những tập đoàn lớn đã liều lĩnh chiều chuộng cái khánh tả và quỳ gói sự phục vụ trên hoa trước tỉnh. Hôm nay, thay mặt khách hàng của chúng tôi, American First Legal đã tuyên bố thế là đủ rồi, cái tuyên bố kết luận. Cái vụ kiện đang diễn ra trong bối cảnh cái làn sóng dữ dội hơn đối với những công ty có quan điểm chính trị cánh tả cấp tiên. Công ty Bud Light gần đây cũng đã đối mặt với một cuộc tẩy chay chưa từng có khi mà thật sự đã biến cái bia Bud Light dành cho người đàn ông đã trở thành dành cho chuyển giới. Mà đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.